đáp chữ tìm mê trầy và sống sắp cúng một căn channel pro kê ếch áp hình xoay nhuận thế và xong lê nơi ảnh tập bật tỏ sông khlay khlay chung đơn bì một trầm đẹp chú đò bày mật nạ sắp đáp đà ảnh tập bật tìm mùi chọn sát bế cháy lươi kê ở mùi mơ đồn lá giúp tư kê xong phó hay ảnh lươi xong kê vinh có xong ra chất thuê rừng đi ta thuê rừng ngồi tới ảnh ấy bàn chìa chọn sát trời xây lùi kê và đó từ một mơn đó là bài ní thì trong cái đó bà từ chỉ dàng nà tới và thì tiết dương và tạm đàn lùm ạch bình thám ạch bật tì bí ảnh nô ngạch ngạch bụi chọt nâng biến phò lá trời khí vĩnh bình đà hơi đó lên dàng biển đại dọc và bình mật bàn có thấy lâu ạch mình chân chọt đại chìa nè ạch thà thị bài cho là bà tọt ở lùi bình mô trời bì rừng ra của crack nâng lùi bình đà chẳng cung ra hột trên đó cả đừng lành lạc nền nô và sắp tay trở lại nền vinh tả và chẳng phải mất dương mà tạm đàn lùm ít này ảnh tập bật thằng bình này được tỏ tới trong xa ảnh bếc chạy lùi kê ở mùi mơ đô la dục tờ kai xung phó hơi ọt lùi xong kỳ vinh xâm ra chết vừa rồi mùi đi sẽ trái bình nét hai tay chọn bàn rụt riêng một mọt xa xa có tự chạy bạ kê trong nguồn mùi mơ đô la dục tờ kai xung phó lúc tự tu bàn rụt xâm ra xa xa phía được bầm đoàn hái bá chi ọt mình là tập hiệp xong bầm đoàn kê phơi ao bị bạ chật khẳng bê có bàn bạp ở bộc mà đài thá tới rô ca nghe thớ nơi phụng bình các bàn bạ sọc bầm nọ kê lúc ở bộc mà đài tệ tố mình bàn bầy ngay phóng có láng tam một rốt đọc phụng bình thì bầm phót bạch đẹp hơn còn sấy chóng có sạp lăng hám xoay rồn lúi nơi khăn bàn tục chùa tại hai đại hạt cả ní bán cao đôi miên cao phụng hợp áo cao bì vừa lì mong bầm bì giúp nệt ngay tì phụng bún khá dạy hà cho nam bì bòn bì bế nơi trong nơi khăn bình tục chùa tròn thị bấy mà đồng xa rộng tệ hạp bánh thất nơi khăn phùng bạm buôn trong cả tỷ lệ bà xã khăn trong cả môn sẽ trầy cách khá lấy đã chọn có xâm lạp luôn ấy chứ mùa thà văn lý đà dụng xàm xa bì chứ nắm mình toàn mình một rộp bò ở vầy nơi làng nửa tê xa nạ nơi bình tục chùa tròn thị bấy bình tục lệ bày rồi mùi phùng bạm buôn trong cả tỷ lệ bà xã khăn trong cả môn nơi sọc công nát nơi phùng xa bài rồi lùm khùng xa bài rồi lùm sọc xa khát con đà tạm bà phục bì ở bộc bà đai và bà sạch tay rung cổ bàn điệp rạp thá còn lòng bà con dây bà quát trong bẹ lùi kê trên mùi mơ đô la đang niếng bàn dược lùi nô tờ cài xâm phó hạt lùi trong cao bê một mọt xa xóm đột bầm đoàn hái bác chê ọt mình lùi xong kê có bàn bà bụ quát chê ở bộc bà đai thá lang một nông phính đạm bày rô ca nghề thơ cánh bàn bà xong kê vinh đằng ấy nếu ba chia miền cùng nhật cật lấy bằng chọp chỉ vất khuôn ái bạc mê tờ vinh ở bông mặt đáy sẽ tây rung cổ khẳng lơ bàn điệp rạp tha bần bề cạt hai bộ quát chờ bông mặt đáy bàn tổ sạp tệ tôn một con xây ở rạch bề bày thằng ngày chọp khí tái mình miền nẹ lợt xo lúc đó thằng ngày cạt hai rụt quát có bán chân bì sọc cùng nát mức rô con xây nơi phụng bình các bàn xu nóm nẹ nóm mốt chùa bần tục nạ nơi tiếp đăng tha con xây bàn chùa bần tục nạ nơi nơi còn lại cạt hai nâng bàn xu nóm mà chạp tè rụt hai có bàn làng từng mớ rụt con xây nơi khăn bần tục chúa tròn thị bày bật phục đồ đá bàn bàn tỏ thá nước bê đai tuyệt đòi một bình tục chùa khơi bình tục chạ sáo nơi khẳng nóng rụt quát có bàn hai mà chạp tè hồi một chúa chạ sáo đá tại mà chạp tè chạm mình chanh có bàn bao bằng uột mớ miền thông khẩn xói nâng khơi con rồi bọc có bán tròn có chọp nâng bà lọ ạch chó mình đăng thà sắp tăng bì bê nà nô tê từ bằng cò miền ca phía báo đọc chìa bà rốt nơi bài kháng nâng rê ca bạp đò xa mặt cách cho ổn ra cúng tay bà đòn bánh tòa bê xa mặt cách mô rạch thán nâng trong niên cầu xa bị cháy nơi xa nông ca rạch thán nâng cô bà rình đi phương pinh bàn cho một đò tì tăng cát hát nâng bàn cò thuê bà tè cho vì nét hướng sạp hiệp sọp hàm xa ôi tờ hai cái bê cát hát bánh tòa bê xa mặt cách thuê cầu xa bị cháy ruôi bàn bánh chạy thá xa tay khăng lớ bất chí sạp đau xa chọn có xâm lạp khuôn bật bật gọt mềm xa xọp xa trầy rộng cổ trực bàn xa mặt cách thuê cùng nọt hát và cố lao ở bụng mặt đài đặc dược từ sọ cầm nát đảm bấy riêng chóng thuê bón tam và bệnh này và bệnh mệt này kì tệ tờn nâng cả rình này nơi đi mà nè ở dụ xàm xa phí cho nằm và chạy cất cụ ở đá ba chí cất khlây và hai ta chọn xa đó ná chạy lùi kì chạy mà mơn đô la nó và mình tích đá mà hơi nè ao nó chạy ta ao đá hay ở bụng mặt đài nó ta rung phân nè nà và mình ta còn xây phóng hay thôi bạc nè à con rời mật xôn bật chọp này anh ta bật nế à dương mà tạm tan này anh ta bật một tiết anh nốt ngạch ngạch bụi chọn nâng mình phá la trời này vĩnh bật đài khá nế đạt lên giang mình đầy sốc tại mặt đòn mà hạ chôn bàn dịp đổi mật hai ca bị bệnh mạch mạch nế mình ca bằng hoa chân bì kè nạn nế dự bỏ ảnh mình chân chọn đầm mình làm xa đôi chân này thá
xong tốt rồi bồn cục giang còn lòng mốt bóng chào ôn phò là tính chứ mỗi khi nước đá bằng tòa bị bàn khơi xa mùi này bằng hóa chưa xa thì là nạ bạp này hỡi với ôi mà hai chôn nạ lên bằng đàn chồng cung cật thà bụ trọn nâng phẹt là dế bàn tàu râu khi này bằng hời bằng tay bụ tùy tù vinh thầm mấy thầm này sáp tay bài thầy lê xa xâm lên rồi bọt bụ trọn bàn này dạy thà cả nạ này Facebook rồi bọt luôn tức bàn ở tay trạng phẹt là dế luôn dục tàu bằng hóa mình toán bàn dục một vinh nụ tì dàng nà mình ở lần này ở tay trạng phẹt là dế vậy bỏ tộc vinh hơi khuôn mình bàn lùi dục tế bằng hoa khuôn ảnh xa tốt xa nà vì tàu ní tớ tập đăng và bình mật này kì tệ tờ nâng ạch mình chính trọng nâng nạn niên trình phò là bà bàn trai rời kì nè vinh hơi bà xông ọp ọ xa tớ bà chân nàng nà cực nâng tạm đoàn ạ cún bình mật xa rạp kà tạm đa nâng ạch vật tương vi nì ạ cực bình xuống bình mật đã sạp chế tì mê trái bà xông xa bà cung một càng chân nò ប្រខេអេចអភិសរញុតិថៃបាទសំណឹកនៃអត្តបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បែកធ្លាយព្រះចៅអធិការវត្តលួចផឹកស្រាក្នុងកុដរួចដោះច្បងជីវោពាក់អាវចូលក្រៅអូខេអបស្រីអញមិនចឹងទៅវិញឥតអីបានជាបុស្សជាបបច្ចិតដែលបុរដ្ឋបាទគ្រប់ស្រឡាញ់បាទក្រាបសំពះដល់កន្ទេលនោះបាទជាផឹកស្រាបាទស្វឹងហើយ បាទដោះស្បងជីពោបាទចូលច្រៀងការ៉ាអូខេទៅទៀតហើយចេះតែប្លែកៗមកបាទសុខខ្មែរឆ្លាតតែឃើញនៅប្រទេសថៃណាបាទនិយាយយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមមើលថារឿងរ៉ាវយ៉ាងណាអត្តវតីពីក្រោយរឿងបាញ់បោះទើបដឹងថាអុកញ៉ាសឹងបណ្ណានិងភរិយាចែកផ្លូវគ្នារອບឆ្នាំទៅហើយបាទប្រិយមិត្តបានដឹងហើយពាណិជ្ជករម្នាក់គឺអុកញ៉ាសឹងបណ្ណាបាទស្រាប់តែផ្ទុះអាវុធរហូតដល់ទៅ 4 ក្របឯណោះឥឡូវនេះត្រូវបានសមាជិកបាទធ្វើការខត់ខ្លួនទៅហើយបាទតើដំណើររឿងយ៉ាងណាទើបបានជាភរិយាទម្លាយថាបានចែកផ្លូវគ្នាអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយនោះបាទចឹងប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅបែកធ្លាយចៅអធិការវត្តលួចផឹកស្រាក្នុងកុដរួចដោះច្បងជីពោពាក់អាវចូលក្រៅអូខេអបស្រីទៅវិញមានព័ត៌មានបែកធ្លាយដោយលោកសង្ឃព្រះនាមកុលសក ឬក៏ចាន់ធម្មោព្រះចៅអធិការវត្តក្រពើចាន់រាំងសីស្រុកប្រាសាទបាឡង់ខេត្តកំពង់ធំតាំងតែជួបជុំគ្នាឆាន់ស្រាបៀនៅក្នុងកុដហើយស្រវឹងស្រឿងស្រឿងក៏នាំគ្នាដោះជិះពោចេញរួចឆ្លៀកពាក់ខោអាវចូលក្រៅអូខេដើម្បីសិក្សាបន្ថែមនៅរសជាតិជីវិតនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែមានការក្តៅក្រហាយជាខ្លាំងតាមមិញក្រោយពេលផ្ទុះរូបភាពបែបនេះហើយខាងសាព័ត៌មាន KBN បានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ព្រះចៅអធិការតុលសកលដើម្បីសាកសួរនាំព័ត៌មាននេះថាតើជាការប៉ិននោះទេប៉ុន្តែព្រះចៅអធិការរូបនេះមិនលើកទូរស័ព្ទនោះឡើយជាក់ស្ដែងព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូននៅពេលក្រោយជាក់ជាមិនខានបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតកតឹងនឹងករណីព្រះចៅអធិការវត្តដែលមានព្រះនាមថាតុលសកលឬក៏ចន្ទធម្មោ ហើយជាបច្ចៈអធិការវត្តប្រពើចាន់រាំងសីនៅឯខេត្តកំពង់ធំម្ដងបាទបែរជាបែកគំនិតផឹកស៊ីសវឹងហើយបាទចូលក្រៅអូខេទៅទៀតចេះតែមានតែម្ដងអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទក្រោយមានរឿងបាញ់បោះទៅដឹងថាអុកញ៉ាសឹងបណ្ណានិងភរិយាចែកផ្លូវគ្នារាប់ឆ្នាំទៅហើយកាលពីប្រមាណថ្ងៃនោះអុកញ៉ាសឹងបណ្ណា ត្រូវបានតុលាការខេត្តជំរាបសម្រេចឲ្យសម្រេចបង្គាប់ឲ្យសមាជិកចាប់ខត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅប៉ុនតនេគាជាបណ្ដាសន្នពីបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយខុសច្បាប់អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីរឿងរ៉ាវទាំងនេះទើបដឹងថាអុកញ៉ាសឹងបណ្ណានិងភរិយាបានឡើងលាក់គ្នាប្រមាណ10ឆ្នាំទៅហើយដោយបន្សល់នៅកូនប្រុសស្រីចំនួន 5 នាក់គេចាំថាកន្លងមកអុកញ៉ាសឹងបណ្ណាជាអ្នកចំនួនដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងម្នាក់ហើយភរិយារបស់លោកត្រូវ ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាសនសុមាលីដែលកាលនោះតែងតែឃើញភរិយារបស់អុកញ៉ារុកនេះបង្ហាញរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនសរសើរនៅជីវិតឯកជនរបស់អុកញ៉ារុកនេះគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះក្រោយអុកញ៉ារុកនេះផ្ទុះរឿងបាញ់បោះការពីប្រមាណថ្ងៃមុនទើបដឹងថាអុកញ៉ាសឹងបណ្ណានិងភរិយាបានបែកបាក់គ្នាតាំងពីឆ្នាំ 2016 អតីតភរិយាអ្នកស្រីសនសុមាលីបានឡាយវីដេអូថាអ្នកស្រីមិនចង់និយាយរឿងនេះទេតែមានអ្នកស្គាល់គ្នាជាច្រើនបានឆាតមកសួរនាំពីរឿងនេះដោយខ្លះសួរថាអ្នកស្រីមានបញ្ហារងរបួសដែរទេ
đôi sao tại bài này từ nét say sầm ra chất nịt dí nơi khôn ngày nay nét say son sụp mà lý ban nịt dí tiệt tha rồi viên nét say năng ọc nhà sang bận ná ban rồi nơi bài kia cả bị nam bị bòn đập bấy hai nơi nam bị bòn đập làm muối ban bài kia tới tam phải chụp bắp đại khôn luôn nét say ban bạn để say mà nịt dí mù hết nơi cả bài bạn lời nét say ban mình to tiệt tha mình đầu tiên bằng phật đại đằng tha nét say năng ắt tay chặt và mây ban chạy phải kia rồi nãy sấy mình ban để dây tam bạch đàn chẳng cung cật thả về mình chạm bạch nãy sấy son sọc ma lý ban điệp rập thả tăng bị bạch nếp nam bị phòn đập thầm muối ra hồn mực đò sập ngày nay nãy sấy mình đại ban chụp múc rư nịt dây chừng bôi năng ắt tay chặt và mây nhột lai phần tai nực bề đại khơi nhặt tay chặt và mây chụp rừng nay nãy sấy bật chia rồi thuật chặt chia khắng tại giang ná có thuật chặt đáo khơi lục miền phe dị cào nực bài tụ bài kia tại nẻ sấy nơi tại cổ rúc nâng chặt tục ọc nhà sang bận ná chỉ cứ chỉ ở tại chặt phà mây nâng chỉ ở bốc rộp bạc cồn cồn ba tụ bài chỉ lục mình đào hà được cách cọ đói hai nẻ sấy còn mình bàn bật chặt mình ao miền tầm nông chỉ mùi nâng cồn cồn đài nẻ sấy son sọt ma lý ba nẻ đằng thá mình nực man tha miền đường bạc nịt tê rúc ca ở nơi chỉ mùi kia ở tại chặt phà mây chỉ mình nuốt lột bột sống bay tại bể anh có mình đại bà pra một lời phải dễ nâng con con đá tác rõi bài kia nạ sẽ có mình bàn đằng đài cứ bằng chạy tha ốc nhà sang bản nà bàn phụ tục ở vốt trong luôn buôn cọp ca bì về liền màu mà phì bay nâng xôn xôn để thị dục nâng ngay trì xàm sắp khai cả đá năm phì bòn phì bì thất nông ta bị là mùi còn lái thật nơi cọng tìm vào muối phung trò bèn xa xong cạch cổ chóc khách xìm riêp mù là hai đời khăn phải dễ trò lọc một ta dục chơi bà bình bạch này kể tạ tường nâng tạ tạ phải dễ lúc ọc nhà sẵn bẩn nạ khói bì mình đường ra bánh bò bà sạp tại tạ tạ phải dễ chạy một tùm liệt tha lúc xây hay nâng lúc ọc nhà rụt đi bàn bạch này ở dạ bê chạy tràn cho nàm bọc hơi hay lúc xây có mình chưa tha mình đường ra gửi hốt đó thân ạ nâng đây ọc ấn bình bạch xâm rạp cả tạm đàn nâng ạc bạch tình bình đi đã sắp chết đi mệt đấy, xong phát cùng một căn channel.